Quá, thương quá mà kính trọng quá.
rất là cảm ơn. Những cái câu nói được cái lòng, một chút lòng của cô để gửi cho bạn nha. Cảm ơn mấy em làm đúng việc, thấy ai có một cái gì để giúp đỡ mà cũng rất mạnh mẽ. Mà tại sao người đẹp như thế? Cũng vừa đóng cái phim gì đó mà nằm ngoài dạ cầu chết đó chị, xong rồi về cũng bình thường, rồi đem ngủ á đứa là bà, rồi chỉ tự động đi mua thuốc uống tay ngoài á, khi uống vô sao nó giật sao không biết, té cái màu á cũng là té nhẹ thôi, rồi cái chị đứng ráng cố đứng lên chị bước ra nhà tắm thì té hay một cái nữa mà không sao. Sáng lại tao mới té, trời chị té suy nghĩ cái của em, tao té không có gì đâu mày đừng sao, không sao đâu. Chị mới đi chợ hai ngày, chợ hai ngày về bắt đầu mới vô xưng cái ông xã em chợ đi ông thầy bỏ mới vô, bỏ về cái bà đó bà đợi, mày đợi tối lại cái bà lộn cái đó bà dùng, bà nói tao bực bội mà sáng lại cái tự nhiên cái tay nó liền bác sĩ nói là bị tai biến, ngứa trong lòng bàn tay này là có chuyện tiếng tai biến. Dạ không biết. Xuất sắc, rất khiêm tốn,